Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từng có một chuỗi án mạng kinh hoàng gây nên bởi sát nhân bí ẩn. Người sau này được mệnh danh là tên đồ tể trong cơn mưa với sở thích kỳ dị. 15 cô gái bị sát hại và đều có điểm chung là mất vùng kín. Cảnh sát nhận định đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy, phải truy bắt bằng được đối tượng, trả lại sự bình yên cho nhân dân và công bằng cho nạn nhân. Theo đó, cô gái xinh đẹp Trần Phượng Lan, 21 tuổi, bước ra khỏi một quán bar lúc 4 giờ sáng tại Tiêm Sa Chủy, sau đó bắt một chiếc taxi về nhà. Nào ngờ đâu, đó lại là cuốc xe cuối cùng trong cuộc đời cô gái trẻ xấu số. Vào ngày hôm sau, gia đình cô Trần đến đồn cảnh sát để thông báo về vụ mất tích sau đêm mưa. Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ cô Trần bị xã hội đen bắt cóc hoặc rơi vào tay bọn buôn người thế giới ngầm, do trước đó cô có vay một khoản nợ. Phía cảnh sát tạm đưa ra kết luận đây là một vụ mất tích đơn thuần. Cho đến vài ngày sau, một sự việc chấn động xảy ra ở ven con sông Thành Môn. Sau đợt mưa âm ỉ kéo dài, một số công nhân vệ sinh bất ngờ tìm thấy 3 túi rác đen. Bên trong chứa một cái đầu và 2 cánh tay phụ nữ đứt lìa. Bị sốc như trời giáng, những người công nhân mất một thời gian bình tĩnh và đã giao nộp chúng cho cơ quan chức năng. Thông qua giám định, phía cảnh sát kết luận đó chính là thi thể của cô Trần. Phần còn lại của thi thể nạn nhân được tìm thấy trôi dạt vào bờ biển vài ngày sau đó. Cảnh sát khi này mới bắt đầu mở cuộc điều tra hình sự, biết được trước khi mất tích, cô Trần có đi một chuyến taxi. Tuy nhiên, cảnh sát không thể tra được ra xe đó của ai hay biển số là gì. Hành trình điều tra đi vào ngõ cụt, đến mức cảnh sát phải treo thưởng 25.000 tệ, khoảng 90 triệu đồng cho bất cứ ai giao nộp bằng chứng tố cáo thủ phạm. Thế nhưng ngay sau đó, 3 vụ án mạng liên hoàn khác xảy ra khiến giới chức trách càng thêm đau đầu. Phải đến 3 tháng sau, vụ án mạng của cô Trần, một sự việc tương tự mới xảy ra khiến xã hội lo sợ. Vào lúc 5 giờ sáng, cô Thu Ngân 31 tuổi, tên Trần Văn Khiết, bắt taxi về trong cơn mưa lớn, để rồi trở thành cô Trần thứ hai, một đi không trở lại. Hàng loạt vụ án lên taxi biến mất xảy ra liên hoàn, ngày càng thường xuyên hơn trong độ nửa tháng đến một tháng. 2 nạn nhân kế tiếp là Lương Tú Vân, 29 tuổi, làm nghề tạp vụ, và Lương Huệ Tâm, 17 tuổi, học sinh trung học. Lúc bấy giờ, xã hội trở nên hoảng loạn với chuỗi vụ án sát hại bởi kẻ giết người trong cơn mưa hay tài xế taxi đồ tể. Vào ngày 12 tháng 8 năm 1982, một studio chuyên chụp ảnh ở Vượng Giáp nhận được đơn hàng khá kỳ lạ. Cậu Trương, nhân viên một studio ảnh lớn ở Tiêm Sa Thủy, giải thích rằng vì bên họ có thiết bị gặp hư hại cần sửa chữa nên nhờ bên Vượng Giáp rửa giúp số ảnh này. Thế là bên Vượng Giáp đồng ý. Sau đó, số ảnh rơi vào tay anh nhân viên Trần Mỗ để xử lý khâu kiểm kê cuối cùng. Sau khi xem qua số ảnh, Trần Mỗ bàng hoàng và kinh hãi. Một trong số những bức ảnh phóng đại vào bộ phận sinh dục của phụ nữ nào đó, trong khi một số khác thì chụp các chỗ nhạy cảm như ngực hay mông. Loạt ảnh vô cùng máu me nhưng lại khá nghệ thuật như tạp chí khiêu dâm, theo đúng nhận xét của Trần Mỗ. Trần Mỗ đã mang số ảnh này cho sếp xem, sau đó bị sếp bắt giao nộp cho cảnh sát ngay lập tức. Sau nhiều giờ liền khám nghiệm, bên pháp y khẳng định nạn nhân trong loạt ảnh mặc đồ nữ sinh Hồng Kông đã chết được 3 tiếng tại thời điểm chụp ảnh. Chủ nhân bức ảnh còn khá trẻ, khoảng 20 tuổi, hoàn toàn trùng khớp với thông tin của nạn nhân cuối cùng Lương Huệ Tâm. Tuy đã có trong tay thông tin nóng sốt, nhưng phía cảnh sát không muốn bứt dây động rừng, bảo phía Vượng Giáp cứ làm việc như bình thường. Đúng như dự đoán, thì vào ngày 18 tháng 8, nghi phạm xuất hiện. Khi bị cảnh sát bao vây và giải đi, Lâm Quá Vân chối bay chối biến mọi tội lỗi của mình. Cảnh sát chuyển qua tra hỏi cậu Trương ở studio ảnh thì mới được bảo cậu và tên Lâm có quen biết. Tên Lâm giới thiệu hắn làm trong nhà xác, thường xuyên chụp ảnh thi thể cho cảnh sát để kiếm tiền sống qua ngày. Vậy lời khai của tên Lâm Quá Vân thế nào? Hắn bảo với cảnh sát hắn chỉ chạy việc cho một tên ký giả có biệt danh Bốn Mắt ở tòa soạn báo Oriental Daily chứ không biết gì về xuất xứ của chụp ảnh. Có thể thấy ngành nghề của tên Lâm ở hai lời khai bị xung đột. Khi liên lạc với Oriental Daily, phía ấy thông báo rằng cơ quan không có ai gọi là Bốn Mắt. Đến lúc phía cảnh sát bảo sẽ cho hắn xem ảnh của tất cả nhân viên ở Oriental Daily và bắt hắn chỉ mặt Bốn Mắt, hắn mới triệt để câm nín. Ban đầu, cảnh sát bắt cả gia đình do nghi ngờ một mình Lâm không thể thực hiện trót lọt nhiều vụ giết người chặt xác. Song sau đó, lời khai và thực nghiệm hiện trường cho thấy chỉ một mình Lâm gây án. Về vụ án Trần Phượng Lan, mặc dù không lên kế hoạch từ trước đó, song thi thể nạn nhân sau đó được Lâm Quá Vân đưa về nhà giấu. Lúc đó là 5 giờ sáng, đường phố vắng tanh nên anh ta vác thi thể của Trần Phượng Lan đi ngang nhiên qua những căn hộ để vào nhà mà không hề bị phát hiện. Lâm Quá Vân giấu thi thể nạn nhân dưới gầm sofa
và lên giường ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến sáng, chờ mọi người trong gia đình đi làm hết, Lâm Quá Vân trải tấm ni lông lớn ra sàn nhà, lôi cái xác từ gầm ghế sofa, dùng cưa điện phân xác nạn nhân và bắt đầu chụp ảnh. Sau đó, anh ta cuốn riêng từng bộ phận, bỏ trong cốp xe và đem đổ xuống sông Sinh Môn. Một tuần sau, cảnh sát phát hiện những mảnh thi thể dạt vào bờ nhưng không thể xác định được danh tính. Trong 7 tháng tiếp theo, anh ta lấy mạng của 3 người phụ nữ khác là Trần Văn Khiết, 31 tuổi, Lương Tú Vân, 29 tuổi, Lương Huệ Tâm, 17 tuổi. Những lần giết người này đều được Lâm Quá Vân lên kế hoạch trước và mua thiết bị chuyên dụng để giết người. Nạn nhân cũng đều là những phụ nữ làm ở quán bar. Cách thức giết người y hệt nhau và đều diễn ra vào những đêm mưa gió nhằm lợi dụng khách hàng lên taxi và gây án. Có một điểm khác so với vụ án đầu tiên, đó là sau khi giết người, Lâm Quá Vân thực hiện hành vi quan hệ tình dục với tử thi. Lâm Quá Vân sau cùng bị cảnh sát tóm được là do sơ hở trong vụ sát hại cô gái Lương Huệ Tâm. Khi cô gái này lên xe taxi, Lâm Quá Vân đã nhanh chóng còng tay cô lại và chở đi lòng vòng suốt vài tiếng đồng hồ, tâm sự với cô đủ mọi chuyện trên đời, từ gia đình, học hành cho đến chuyện tôn giáo, tín ngưỡng. Đến 4 giờ sáng, khi cô gái thiếp đi, Lâm Quá Vân đã bóp cổ cô cho đến chết và mang xác về nhà. Có thể nói, thời điểm này, nỗi kinh hoàng khiến người ta đặt biệt danh cho Lâm Quá Vân là sát thủ đêm mưa. Ập đến nhà của Lâm Quá Vân và gia đình, cảnh sát phát hiện cả một bộ sưu tập bộ phận sinh dục của nữ giới dưới gầm giường hắn, tất cả được ngâm trong dung dịch bảo quản. Ngoài ra, xung quanh còn có tạp chí khiêu dâm và hơn 40 băng cassette, cũng là ấn phẩm đồi trụy. Trong số đó có từ 3 đến 4 băng ghi lại trường hợp của 4 nạn nhân nữ. Trong quá trình tra khảo, Lâm Quá Vân cho biết hắn không hối hận vì cho rằng nạn nhân đều là gái hư, vô dụng với cộng đồng. Lâm Quá Vân có tên thật là Lâm Hữu Cường, từng sống cùng bố ở Brunei rồi chuyển về Hồng Kông. Hắn từng có tiền án quấy rối phụ nữ và được chuẩn đoán mắc bệnh tâm lý. Để có đồng ra đồng vô, sau khi ra tù do tội quấy rối, Lâm Hữu Cường đổi tên thành Lâm Quá Vân rồi xin làm tài xế taxi. Do bản tính ít tiếp xúc, suốt cuộc đời Lâm Quá Vân chưa bao giờ có bạn gái. Đến cuối những năm 1970, anh ta bắt đầu sưu tầm một số tạp chí khiêu dâm đặt mua từ Anh Quốc vì xấu hổ không dám ra ngoài quầy báo. Đến khi chán với trò tiêu khiển này, Lâm Quá Vân mua một chiếc máy ảnh và bắt đầu trò lén lút vào nhà vệ sinh nữ chụp trộm. Tuy nhiên, hành vi này cũng không kéo dài được bao lâu, bởi trong một lần quay lén, anh ta bị phát hiện và bị một nhóm phụ nữ nổi giận đánh đuổi. Sợ hãi, Lâm Quá Vân từ bỏ trò tiêu khiển biến thái trên, xong lại làm ra những chuyện đáng sợ hơn. Năm 1973, Lâm Quá Vân dùng dao uy hiếp một cô gái trẻ ở gần nhà vệ sinh công cộng với mưu đồ giở trò đối bại. Kết quả, anh ta đã bị cảnh sát bắt về đồn. Song bác sĩ tâm lý kiểm tra cho biết, Lâm Quá Vân mắc bệnh tâm lý nên anh ta may mắn không phải chịu bất cứ sự trừng phạt nào. Lâm Quá Vân được yêu cầu phải đến bệnh viện Thanh Sơn để điều trị tâm lý và được thả ra sau 102 ngày. Đến khi bị bắt giữ vì sát hại 4 phụ nữ vô tội nêu trên, chưa kể theo báo cáo của cục cảnh sát thì số nạn nhân thực tế là 15 hoặc hơn, Lâm Quá Vân chính thức bị kết án tù chung thân và chịu sự giam giữ trọn đời ở nhà tù Thạch Bích. Lâm Quá Vân không có thái độ hối cải, lại tỏ ra rất bình thản. Trong tay hắn mỗi ngày là sách báo để đọc, một mình một chỗ không đoái hoài đến ai. Thế nhưng đã có một số thông tin cho biết rất có thể đồ tể đêm mưa sẽ được xem xét ra tù sớm do đã đến kỳ hạn đề xuất đặc xá. Đến đây thời lượng của chương trình đã kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.